Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Ngày hôm nay là ngày 23 Tây tháng 9 năm 2020 Là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ Thì hôm nay có thể là một cái video ngắn hơn video thường lệ Tại vì hôm nay thường làm việc cũng khá dễ Bây giờ đã hơn 9 giờ đêm rồi Nhưng mà Thuần cũng muốn đem đến một video ngắn Để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn Và các bạn thấy được là các chỉ số chứng khoán ngày hôm nay để đi xuống Và không chỉ riêng chứng khoán chúng ta sẽ thấy được là những thị trường khác cũng đã đi xuống theo như là vàng và Bitcoin và các bạn thấy là chỉ số chứng khoán thì Dow Jones đã xuống hơn 500 điểm ngày hôm nay là xuống 1,92% S&P 500 đã xuống hơn 78 điểm xuống 2,37% và Nasdaq đã xuống hơn 330 điểm xuống 3,02% và các bạn thấy là ngày mai thì như thế nào thì pre-market hợp đồng tương lai thì tuy là Dow Jones và S&P 500 là đi hàng ngang không có cái sự di chuyển nhưng mà Nasdaq Future thì xuống 0,17% và chúng ta nhìn vào vàng thì các bạn thấy được là vàng ngày hôm nay cũng có cái sự đi xuống tiếp tục là xuống 0,49% bây giờ là 1859 đô cho một ounce vàng và đương nhiên như bài nào mà theo dõi giá cả của crypto thì cũng thấy được là giá cả của crypto cũng cùng một số phận các bạn thấy được là Bitcoin hôm nay lại đi xuống 1,6% bây giờ là 10.274 vẫn trên 10.000 nhưng mà đã đi xuống khá nhiều so với lại cái giá cái đây chỉ có vài ngày ethereum lại đi xuống 4,4% ngày hôm nay. Bây giờ là xoay quanh mức là khoảng 325 đô. Bây giờ là 324 đô và 42 sen. Những đồng khác các bạn thấy là toàn bộ một màu đỏ, chỉ có một số những đồng nhỏ là có cái sự tăng trưởng. À, nhưng mà các bạn thấy được là thị trường crypto vẫn tiếp tục đi theo xu hướng giá cả của BTC. Và tôi đã chia sẻ với các bạn trước đây là tuy chúng ta thấy được là có một số thời gian ngắn hạn những cái altcoin sẽ tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy được là chỉ khi nào mà Bitcoin thực sự là phá 20.000 đô thì lúc đó chúng ta mới thực sự là thấy cái mùa altcoin tăng trưởng kế tiếp chứ nếu không những cái sự tăng trưởng bây giờ chỉ là ngắn hạn tại vì Bitcoin đi hàng ngang hay đi lên thì những cái altcoin có thể là có cái sự tăng trưởng ngắn hạn nhưng mà khi Bitcoin đi ngược xu hướng đi trở xuống thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là các altcoin lại sẽ bị đổ máu thành một màu đỏ như là cái tình hình hiện tại mà chúng ta đang nhìn thấy cho nên rất là quan trọng những bằng nào mà đầu tư vào altcoin thì phải lưu ý đến cái xu hướng giá cả của BTC và xu hướng giá cả của BTC thì lại liên quan đến cái tình hình tài chính nói chung ở thời điểm hiện tại nhất là cái thời điểm này chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa và ở cuối video này tôi cũng muốn dành một ít thời gian để mà nói về cái, cái cuộc bốc thăm trúng thưởng những mà nào mà để lại comment và để lại UAD của sàn Nasdaq bây giờ chúng ta hãy bắt đầu cái video này Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Thì câu hỏi là tại sao cái thị trường này đi xuống Thường đã trả lời cái câu hỏi này ở cái video đầu tuần Đó chính là cái video 712 thì các bạn cũng đã thấy là những cái lý do tại sao thì đi xuống thì cũng không có gì khác biệt cách đây hai ngày so với ngày hôm nay chỉ có là cái sự lo sợ trên thị trường ngày lại càng lớn hơn cho mình thấy là những cái thông tin chúng ta vẫn tiếp tục nhận được đó chính là dịch bệnh lại hoàn thành ở châu Âu và đặc biệt là ở nước Anh có nhiều thông tin cho thấy được là chính phủ Anh có thể đã đóng cửa hai tuần điều này đương nhiên là một điều mà làm cho nhiều người cảm thấy là bất ổn về tình hình của nền kinh tế thứ nhì nữa là liên quan đến gói hỗ trợ các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy được có cái hỗ trợ kế tiếp được thông qua mặc dù là trong lời phát biểu của Jerome Powell, Chủ tịch của Cục dự liên bang của Hoa Kỳ đã nói là Hoa Kỳ cần phải có thêm một cái hỗ trợ kế tiếp để mà hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ người dân. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy được một cái hỗ trợ nào được thông qua. Và đây là một cái điều đã được bàn bạc tới trong vòng mấy tháng qua. Các bạn thấy được là từ cuối tháng 7 tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được cái thông tin mới. Và các bạn thấy, là cái gói hỗ trợ tuy là chúng ta có một sự tiến triển tốt đẹp trong vòng dài ngày qua nhưng mà từ thời bây giờ cho đến cái lúc mà được thông qua chúng ta cũng không biết là thế nào điều thứ ba và tôi cảm thấy là điều mà quan trọng hơn hết đó chính là bây giờ nhiều người không chắc chắn về tương lai và không chắc chắn là cái điều mà những nhà đầu tư giác nhất thì tại sao các bạn thấy được là có một số điểm như là chúng ta càng ngày càng đến dần cái ngày bầu cử kế tiếp các bạn thấy là chúng ta chỉ còn không có là bao nhiêu ngày nữa đã đã đến ngày bầu cử tháng 11 và Bây giờ các nhà đầu tư là không có biết tương lai như thế nào, không chắc chắn được tương lai như thế nào. Tại vì sao? Tại vì họ không biết được là ai sẽ là tổng thống kế tiếp. Và nếu như mà người đó làm tổng thống thì những cái chiến lược của nền kinh tế sẽ ra sao? Thuế đóng như thế nào? Các bạn thấy được đây là những cái câu hỏi rất là quan trọng mà họ cần phải có câu trả lời. Tại vì nếu như không họ sẽ không thể nào mà đưa ra quyết định đầu tư được. Cho nên trong cái tình hình bây giờ các bạn thấy là nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn là sẽ rút tiền ra và sẽ tiếp tục chờ đợi và họ sẽ nắm giữ tiền mặt các bạn thấy là đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là các thị trường đều đi xuống cùng một lúc tại vì họ không muốn giữ bất cứ một loại tài sản nào hay là không muốn giữ bất cứ một cái mảng đầu tư nào trong tay đây là cái tâm lý của nhiều nhà đầu tư còn về crypto thì các bạn thấy được là cũng chịu cùng một cái số phận khi mà những nhà đầu tư bán thì đương nhiên là crypto BTC cũng là một trong những cái mã đầu tư mà họ sẽ không muốn lưu trữ ở thời điểm hiện tại Nếu như mà họ thực sự là chỉ muốn lưu trữ tiền mặt để coi coi là tình hình kế tiếp là như thế nào Và các bạn thấy là chúng ta có thể nhìn thấy là ngoại trừ cái thông tin này ra Khi mà các bạn lên trên những trang web như là Cointelegraph thì các bạn sẽ thấy là không có cái thông tin xấu nào mà dẫn đến là Bitcoin hay là trường crypto đi xuống và thậm chí chúng ta còn nhận được nhiều thông tin tốt Và ngay cả cái thông tin thường chia sẻ cách đây và tiếng đồng hồ các bạn thấy được là cái số lượng đồng mà rời khỏi những cái sàn đã lên cái con số rất là lớn thì mình thấy là trong vòng một tiếng đồng hồ cách đây vài tiếng thì đã có 7.501 đồng BTC có nghĩa là cái giá hiện tại là tương đương 78,5 triệu đô la đã rút ra khỏi sàn và trong đó các mình thấy được là rút ra phần lớn là từ sàn Gemini đã rút ra là 5.062 đồng BTC sàn Binance sẽ rút ra 1.362 đồng BTC và Hobby Global là 340 đồng BTC thì các bạn thấy được khi chúng ta nhận được những cái thông tin này có nghĩa là cái số tiền Bitcoin này rời khỏi sàn. Đương nhiên điều này sẽ làm giảm đi cái lực bán trên sàn tại vì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin sẽ bị giảm đi trên sàn thì đây đương nhiên là một cái thông tin mà tương đối là không xấu về mặt giá cả nhưng mà các bạn thấy là ngay sau đó thì chúng ta cũng thấy là giá cả đã có cái sự đi xuống tại vì sao tại vì tình hình là tình hình chung bây giờ các bạn thấy là các thị trường đều đi xuống cùng một lúc chúng ta chỉ hy vọng là một ngày gần đây chúng ta thấy được là bitcoin và vàng sẽ tách rời ra khỏi xu hướng của thị trường chứng khoán nhưng mà bây giờ là chưa phải thì bây giờ chúng ta hãy nói tới cái phần bóc thăm trúng thưởng của sàn NAPX 100 đồng USDT thì Thuận đã bốc thăm trúng thưởng cho video 712 Thuận đã đăng trên những cái mạng xã hội cũng như là YouTube và các bạn đã may mắn trúng thưởng chúc mừng bạn Nghĩa Phạm à, thì Thuận đã thông báo với lại sàn Netflix họ sẽ đưa 100 đồng USDT vào trong chương mục của các bạn nhưng mà nào muốn tham gia thì cũng rất đơn giản các bạn đã đăng ký thông qua liên thuận capital vào sàn Netflix thì các bạn có thể là đăng nhập vào sàn để mà lấy cái UAD sau đó các bạn để cái UAD của sàn Netflix ở phía dưới cái video để được nhận thưởng khi mà thường bóc thăm như là bây giờ thường sẽ bóc thăm cho cái video 714 thì không phải video nào thằng sẽ bóc thăm nhưng mà cái video này khi video bạn đang xem nếu các bạn để lại comment với cái UID của sàn NEX thì thường sau khi bóc thăm thì thường sẽ nói thằng NEX là gửi vào 100 đồng USDT vào chương mục của các bạn đây là một cái chương trình được tài trợ bởi sàn NEX và tổng cộng sẽ có 10 bạn may mắn từ đây đến tuần sau có thể nhận được 100 đồng USDT có nghĩa là đồng Tether thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bóc thăm cho video 714 Thì trước hết thường sẽ lấy, lấy cái link này Thì các bạn thấy được là thường sẽ lấy cái link của cái video 714 này Sau đó chúng ta đi vào một trang web gọi là comment picker Thường paste cái uh, link của video này vào Thì chúng ta bây giờ hãy chờ đợi để mà họ lấy tổng số comment cái này cũng hơi lâu cho nên để Thượng cắt bớt để các bạn không cần phải chờ đợi lâu Và tổng cộng đã có 181 bạn comment ở trong cái video Thượng đã đăng Đó chính là cái video 714 Thì chúng ta bây giờ hãy tiến tới bước kế tiếp Đó chính là chọn bạn nào đã comment và đã chiến thắng trong cái video này Và chúc mừng bạn Thiên lưu đã được lựa chọn và Thượng sẽ thông báo Step X để mà gửi 100 đồng USDT vào chương mục SnapX của bạn Và như mọi nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu và tham gia vào sàn SnapX thì ở phía dưới video này sẽ có cái link cho bạn bấm vào các bạn sẽ tìm thấy cái link để mà đăng ký sàn SnapX và hiện bây giờ từ đây cho đến ngày 28 tây tháng 9 thì có một chương trình ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó chính là những bạn nào mà đăng ký từ đây đến ngày 28 tây sẽ được nhận 1.000 điểm snap đây là cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì 1.000 điểm snap thì các bạn có thể dùng để mà trả phí giao dịch những bạn nào mà đã đăng ký với link của Thùng Capital mà nạp hơn 50 đồng USDT thì các bạn vẫn có thể nhận được 1.000 điểm snap có nghĩa là các bạn mà mới tham gia và nạp hơn 50 đồng USDT thì sẽ nhận được 2.000 điểm snap nếu như mà các bạn đã đăng ký trước đây dưới link của Thuận Capital và các bạn bây giờ nạp hơn 50 đồng USDT thì các bạn sẽ nhận được 1.000 điểm Snap. Đây là cái ưu đãi mà hiện bây giờ cho đến ngày 28 tháng 9 và thêm vào đó là hiện bây giờ là sàn NEX sẽ bắt đầu tổ chức một cái cuộc thi đấu bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 tới ngày 13 tới tháng 10 để được cái thi đấu trading mà các bạn có thể tham gia vào đội của thường Capital. Các bạn có thể tham gia bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy cái thông tin để mà tham gia cũng rất đơn giản. Các bạn bấm vào và chọn cái đội đó chính là đội của thường Capital hay là các bạn hãy xem cái video đó chính là cái video 714 để làm sao mình tham gia đội thuận cáp đồ để mà tham gia vào thi đấu trên sàn FX và cho đến ngày hôm nay các bạn thấy được là đội của thuận cáp video đã có một cái số lượng thành viên tham gia cũng là khá lớn là 73 bạn tổng cộng và bây giờ là chúng ta chỉ nói tới cái số lượng người tham gia thì đứng hàng thứ ba trong cái bảng xếp hạng số lượng người tham gia hiện tại trên tất cả các đội ở trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên đây chỉ là cái số lượng người tham gia còn thi đấu như thế nào thì lúc đó mới biết được. Nhưng mà nào con thú thì ở phía dưới video này sẽ có link để các bạn bấm vào và phía dưới video này cũng sẽ có cái link của những sàn khác nếu như bạn các bạn muốn tìm hiểu những sàn khác như là tìm hiểu về sàn Binance làm sao để được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn hãy tìm hiểu những sàn như là Bybit, Coinbase, Remitano và ứng dụng BlockFi. Tuy nhiên khi mà các bạn tham gia vào giao dịch crypto thì có nguy hiểm và rủi ro rất là cao cho nên không phù hợp với những bạn nào mà không chấp nhận nguy hiểm cũng như là rủi ro lớn chỉ phù hợp như bạn nào mà chấp nhận nguy hiểm cao nhất là những bạn nào mà tham gia vào giao dịch margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà ra quyết định là tham gia vào giao dịch margin và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn